Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tuần Giáo. Mở đầu chương trình hôm nay là nội dung tin Họp thành viên Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo tháng 11 lần 2. Sáng ngày 26 tháng 11, Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo tổ chức cuộc họp thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 11 lần 2. Hội nghị do đồng chí Vũ Văn Đức, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì. Tham dự cuộc họp có đồng chí Trần Bình Trọng, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, các đồng chí ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện, nhiệm ký 2021-2026, đại diện các ban Hội đồng Nhân dân huyện, các cơ quan ban ngành huyện, các đơn vị tư vấn thiết kế có liên quan. Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia ý kiến sửa đổi bổ sung vào dự thảo nghị quyết của Ban chấp hành Đảng Bộ huyện về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng gắn với phát triển đô thị theo hướng hiện đại huyện tuần giáo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Dự thảo nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về tiếp tục đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Dự thảo nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển sản xuất nông lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới huyện Tuần Giáo giai đoạn 2021-2025. Tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết về tiếp tục đổi mới phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Tuần Giáo, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tuần Giáo. Trong giai đoạn 2021-2025, huyện Tuần Giáo phấn đấu phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã hiệu quả và bền vững, gắn với phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh huyện Tuần Giáo, với doanh thu bình quân của hợp tác xã đạt trên 1.350 triệu đồng một năm, lợi nhuận bình quân của hợp tác xã đạt trên 170 triệu đồng trên năm. Tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, nhất là đối với hợp tác xã gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu các ngành kinh tế. Phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, từng bước hiện đại hệ thống hạ tầng đô thị, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện. Đầu tư phát triển đô thị tuần giáo theo hướng hiện đại. Củng cố các tiêu chí đã đạt được, hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt của đô thị loại 5. Tỷ lệ đất giao thông so với diện tích đất xây dựng đô thị đạt 18% trở lên, tăng tỷ lệ khu vực dân cư sinh sống, làm việc được phủ sóng thông tin di động 3G, 4G đạt 100%. Đầu tư xây dựng khu trung tâm thương mại dịch vụ tại vị trí ngã ba đường mới theo quy hoạch đã duyệt. Xây dựng mới sân vận động huyện, khu công viên cây xanh theo quy hoạch. Hệ thống xử lý rác thải thị trấn tuần giáo. Điện chiếu sáng đường và các khối phố thị trấn tuần giáo. Hoàn thiện các công trình giao thông quan trọng, có khả năng thúc đẩy phát triển đô thị thương mại, du lịch dịch vụ, tạo ra quỹ đất có lợi thế thương mại để thu hút đầu tư, trong đó đảm bảo tính đồng bộ cả về hệ thống các công trình công cộng, cấp điện, cấp nước, thoát nước, viễn thông và các công trình xã hội theo tiêu chí hiện đại, xanh sạch đẹp, văn minh, tạo lập môi trường sống thích hợp cho người dân. Tổ chức Mines và Hội khuyến học tỉnh trao tặng 500 áo len cho học sinh tại xã Tòa Tỉnh. Ngày 25 tháng 11, tổ chức Minus phối hợp với Hội khuyến học tỉnh Điện Biên đã tổ chức trao tặng 500 áo len cho trường tiểu học và trung học cơ sở xã Tỏa Tỉnh. Tại chương trình, ông Đỗ Văn Sơn, huyện ủy viên, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện, phó chủ tịch hội đồng khuyến học huyện và đại diện lãnh đạo xã Tỏa Tỉnh, thừa ủy quyền tổ chức Minus và Hội khuyến học tỉnh đã trao tặng 500 áo len cho các em học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở xã Tỏa Tỉnh. Đây là món quà hết sức ý nghĩa và thiết thực đối với học sinh vùng cao có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xua tan đi giá lạnh mang đến một mùa đông ấm áp cho các em. Phát biểu tại chương trình, đại diện lãnh đạo xã Tỏa Tình đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tổ chức Minus, Hội khuyến học tỉnh và Phòng giáo dục và đạo, đạo huyện Tuần Giáo đã quan tâm giúp đỡ các em học sinh trên địa bàn xã Tỏa Tình đồng chí mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành ủng hộ, giúp đỡ hơn nữa từ tổ chức Minus và hội khuyến học tỉnh trong những chương trình tiếp theo. Tiếp theo chương trình là nội dung phần tin xác định việc đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng thương mại dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Xã Quải Cang đã tập trung khai thác các điều kiện thuận lợi để nhanh chóng tạo bước đột phá. Nằm ven quốc lộ 6, tuyến đường huyết mạch nối huyện Tuần Giáo với thị xã Mường Lay và huyện Tùa Chùa. Xã Quải Cang có nhiều tiềm năng lợi thế để thúc đẩy phát triển các loại hình thương mại dịch vụ, góp phần tạo thêm sinh kế ổn định cho người dân để phát triển thương mại dịch vụ, xã đã huy động mọi nguồn lực đầu tư từ các chương trình, dự án nâng cấp phát triển kết cấu hạ tầng. 100% bản có đường bê tông và điện lưới quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế mở rộng ngành nghề kinh doanh. Hiện trên địa bàn xã có 46 hộ trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, với các ngành nghề chủ yếu như 12 cơ sở chế biến, 13 dịch vụ ăn uống, 18 cơ sở kinh doanh thực phẩm không những giúp người dân có thêm tư liệu sản xuất, tạo công an việc làm cho lao động tại chỗ, mà các cơ sở thương mại dịch vụ còn góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 25,37%. Để quản lý tốt diện tích rừng hiện có và kịp thời ngăn chặn các vụ phá rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do các vụ cháy rừng gây ra trên địa bàn huyện. Vừa qua, Ủy ban dân huyện Tuần Giáo đã ban hành kế hoạch số 210 về quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2021-2022. Theo đó, huyện yêu cầu hạt kiểm lâm huyện phối hợp với các cơ quan, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, chú trọng luật lâm nghiệp, các nghị định, thông tư của chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện về công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Thường xuyên kiểm tra giám sát việc thu dọn, đốt nương, dùng lửa trong rừng ven rừng ngay từ đầu mùa khô hanh nhằm nâng cao ý thức của người dân đối với công tác quản lý bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an quân sự ủy ban nhân dân các xã thị trấn các cơ quan chức năng khác để kiểm tra ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các đối tượng gây cháy rừng khai thác vận chuyển mua bán kinh doanh lâm sản phá rừng trái pháp luật đồng thời thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 theo nghị quyết mà đảng ủy các xã thị trấn đề ra, đảm bảo tỷ lệ che phủ rừng toàn huyện đạt 43% vào năm 2025. Phối hợp với quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên triển khai thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng giả soát hướng dẫn ủy ban nhân dân các xã thị trấn tiếp tục giao đất giao rừng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình cá nhân cộng đồng dân cư quản lý bảo vệ rừng để được hưởng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn thị trấn Thuần Giáo đang xuất hiện một số điểm nguy cơ cao về sạt lở đất đá, gây lo lắng bất an cho cuộc sống của một bộ phận người dân Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị trấn đã phối hợp với trường các khối bản tiến hành ra soát, triển khai các phương án xử lý, chủ động trước những tình huống xấu có thể xảy ra. Qua giả soát hiện nay, trên địa bàn thị trấn Tuần Giáo có 41 vị trí với tổng chiều dài là 2.805 m, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất đá để khắc phục tình trạng trên, đảm bảo an toàn cho người dân trên địa bàn thị trấn Tuần Giáo, đang khẩn trương xây dựng kế hoạch, đề xuất kiến nghị ủy ban dân huyện và các cơ quan chuyên môn phương án khắc phục tình trạng trên. Trong những năm qua, cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, Ủy ban dân huyện Tuần Giáo thường xuyên quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và triển khai thực hiện nhiều việc làm cụ thể thiết thực, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các đối tượng thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Để thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, Ủy ban dân huyện đã chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự huyện bám sát các nghị quyết chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác chính sách, chủ động tham mưu, ban hành nhiều văn bản thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước đối với người có công, đồng thời phối hợp chặt chẽ với phòng lao động thương binh và xã hội, hội cựu chiến binh huyện và cán bộ phụ trách các xã, thị trấn, tập trung giả soát, xác minh, giải quyết triệt để các chế độ chính sách theo quy định, với tinh thần cẩn trọng, đầy đủ, kịp thời, công bằng dân chủ, công khai, không để xảy ra sai sót, nhầm lẫn hoặc trục lợi chính sách. Năm 2021, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã hoàn thiện một hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần, chế độ hưởng trợ cấp hàng tháng cho đối tượng thương binh loại A. Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động thương tật 45%, 7 hồ sơ theo quyết định 142, 29 hồ sơ theo quyết định 48, 18 hồ sơ theo quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức chi trả trợ cấp một lần cho 5 đối tượng theo quyết định 62, 2 đối tượng theo quyết định 142, 2008 qđ của Thủ tướng Chính phủ ngoài ra ban chỉ huy quân sự huyện phối hợp với mặt trận tổ quốc và các đoàn thể của huyện cấp ủy chính quyền các xã thị trấn tổ chức giao lưu gặp mặt động viên tặng quà tạo không khí vui tươi phấn khởi giúp các tân binh yên tâm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới và tổ chức đón các đồng chí quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương giới thiệu bồi dưỡng kết nạp quân nhân xuất ngũ ưu tú đứng trong hàng ngũ của đảng và tạo điều kiện cho quân nhân xuất ngũ học tập, rèn luyện, phát huy năng lực, sở trường, tham gia các hoạt động tại địa phương. Những năm qua, Đảng Bộ huyện Tuần Giáo đã đề ra nhiều giải pháp trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tiễn từng địa phương để phát triển đảng viên ở những thôn bản ít hoặc chưa có đảng viên. Đảng Bộ huyện Tuần Giáo hiện có 58 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, 23 đảng bộ và 35 tri bộ, tăng 4 tri bộ so với cuối năm 2020. Để nâng cao chất lượng phát triển đảng viên, huyện ủy chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, ra soát nắm bắt đối tượng quần chúng ưu tú ở cơ sở, tập trung vào số thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, sinh viên ra trường, có năng lực học tập và đạo đức tốt, đoàn viên hội viên năng động nhiệt huyết trong các phong trào thi đua để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng. Ngoài ra, một giải pháp mang tính chiến lược được huyện đưa ra là luân chuyển cán bộ về làm bí thư đảng ủy các xã vùng cao, khó khăn, đồng thời bồi dưỡng nguồn tại chỗ. Đảng bộ các xã đã chủ động điều động đảng viên là cán bộ công chức xã có kinh nghiệm, biệt phái về các thôn trắng đảng viên, tri bộ ghép để lãnh đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ công tác đảng tại cơ sở, hướng dẫn tạo nguồn phát triển đảng viên. Khi tri bộ ghép đủ điều kiện về số lượng đảng viên và hoạt động vững mạnh thì tách thành lập tri bộ độc lập. Giai đoạn 2015-2020, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ huyện Tuần Giáo đã kết nạp mới hơn 1.200 đảng viên, đa phần đảng viên là người dân tộc thiểu số, nữ giới được bồi dưỡng từ cơ sở. Từ đó góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tính đến hết tháng 10 năm 2021, tổng thu ngân sách địa phương trên địa bàn huyện đạt 572.979 triệu đồng, đạt 83,8% dự toán. Trong đó, thu trên địa bàn đạt 37.674 triệu đồng, đạt 71,1% dự toán. Ngành thuế phấn đấu đến tháng 12 sẽ cơ bản hoàn thành thu ngân sách năm 2021. Để đạt mục tiêu, từ nay đến cuối năm, Tri Cục Thuế chi nhánh tuần giáo tuổi chùa sẽ thực hiện phân tích, đánh giá và kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu, nhất là đối với các khoản thu từ tài nguyên khoáng sản, cấp quyền khai thác khoáng sản, cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tiền thuê đất. Bên cạnh đó, giao dự toán thu cho các phòng, các chi cục thuế và yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng phương án thu ngân sách nhà nước theo từng tháng quý, chi tiết đến từng khu vực, khoản thu, sắc thuế, từng đối tượng thu. Giao nhiệm vụ và gắn trách nhiệm đối với từng lãnh đạo công chức các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, thu nợ động thuế, tăng cường kiểm tra giả soát, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, hạn chế thấp nhất nợ mới phát sinh. Năm 2021, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn ra rất phức tạp, đã và đang tác động to lớn đến mọi mặt đời sống xã hội trên thế giới, cũng như Việt Nam, bao gồm cả chương trình phòng chống HIVS. Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện tuần giáo đã ban hành kế hoạch số 212 ngày 19 tháng 11 năm 2021, yêu cầu các cơ quan đơn vị, ban ngành đoàn thể huyện và ủy ban dân các xã thị trấn tổ chức thực hiện tháng hành động quốc gia phòng chống HIVS năm 2021 trên địa bàn huyện. Triển khai các giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nhiễm HIV tiếp cận liên tục và an toàn các dịch vụ điều trị bằng thuốc kháng HIV, tuân thủ điều trị. Người điều trị nghiện các chất dạng thuốc viện được điều trị liên tục và an toàn bằng thuốc methadone xây dựng kế hoạch và các mô hình cung cấp dịch vụ phòng chống HIVS trong các tình huống khác nhau tùy theo diễn biến của dịch COVID-19 để đảm bảo cho người có hành vi nguy cơ cao và người nhiễm HIV không bị gián đoạn trong tiếp cận và sử dụng dịch vụ phòng chống HIVS. Mở rộng việc cung cấp các dịch vụ phòng chống HIVS như xét nghiệm HIV dựa vào cộng đồng, tự xét nghiệm, để cấp phát thuốc methadone, cấp phát methadone nhiều ngày, điểm cấp phát thuốc ARV tại các trạm y tế xã cấp thuốc ARV nhiều ngày cũng như cung cấp các dịch vụ dự phòng trước phơi nhiễm HIV. Bên cạnh đó, vận động các doanh nghiệp, những người tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số, tôn giáo, dòng họ tích cực và mạng lưới người nhiễm HIV tại địa phương tham gia các hoạt động phòng chống HIV-AIDS nhân tháng hành động. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tuần Giáo. Phần cuối của chương trình là nội dung bài viết Tuần Giáo bảo vệ đàn gia súc trong mùa đông. Với đặc thù vùng núi cao, các đợt rét đậm rất hại kéo dài vào mùa đông thường làm giảm sức chống chịu gia súc, nguy cơ mắc dịch bệnh tăng. Công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ đàn gia súc trong mùa đông đã và đang được huyện Tuần Giáo đặc biệt quan tâm. Mặc dù đạt mức tăng trưởng khá, nhưng chăn nuôi của huyện Tuần Giáo vẫn thường xuyên đối mặt với không ít những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, thời tiết bất lợi. Đặc biệt là dịch viêm da nổi cục tại 19 xã thị trấn thời gian qua đã gây bệnh trên đàn châu bò với gần 1.060 con mắc bệnh. Đến nay, gần 1.000 con đã được chữa khỏi bệnh. Sự quan tâm vào cuộc của các ủy chính quyền các cấp và các cơ quan chuyên môn và sự hợp tác chặt chẽ của các hộ chăn nuôi đã giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về kinh tế. Trao đổi với chúng tôi, bà Phạm Thị Tuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Tuần Giáo cho biết. Trong năm 2021 này, huyện uh, tập trung thực hiện rất là quyết liệt. Ngay từ những tháng đầu năm của 2021, thì trên địa bàn bắt đầu xuất hiện cái dịch uh, viêm da nổi cục uh, trên đàn châu đàn bò. Đàn huyện đã tập trung triển khai chỉ đạo xã, là uh, phổ biến rộng tới bà con và khoanh vùng dập dịch ngay tại điện bàn. Tính đến nay thì uh, bệnh viên giao nổi cục trên địa bàn tuần giáo đã uh, chấm dứt. Quài Tẩu là một trong những xã có đàn gia súc lớn của huyện tuần giáo và cũng là xã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh bảo vệ đàn gia súc trong mùa đông. Hiện nay tổng đàn châu bò của xã đạt trên 2.000 con. Hàng năm dưới sự hướng dẫn của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, cán bộ thú y xã đã phối hợp chặt chẽ với thú y thôn bản, trường bản tuyên truyền, vận động nhân dân vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng vaccine phòng bệnh định kỳ. Ông Cả Văn Thăng, bản Băng Sản, xã Quài Tở chia sẻ: Gia đình kết hợp với cán bộ thú y xã, đấy là tiêm phòng, phun phòng, đấy chủ yếu là tiêm, đấy mới là phun. Đó là một, cái thứ hai là vệ sinh chuồng trại cho sạch sẽ, lúc nào sạch sẽ. Tuần giáo đã hoàn thành phun tiêu độc khử trùng tại 14.000 hộ chăn nuôi với diện tích trên 400 ha và tiêm trên 95.000 liều vaccine định kỳ. Các xã thị trấn đã và đang tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân các biện pháp bảo vệ, phòng chống đói rét cho gia súc, đặc biệt là trong các đợt rét đậm rét hại kéo dài. Bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tuần Giáo cho biết. Trong mùa đông sắp tới thì là cái một số bệnh hay xảy ra trên đàn châu bò cũng như là trên đàn lợn thì một là bệnh lở mồm long móng, hai là tụ huyết trùng và thứ ba là bệnh dịch tả lợn châu Phi trên đàn lợn thì chúng tôi cũng đã có những cái biện pháp là khuyến cáo bà con cũng như là tiện, là chăm sóc bảo vệ đàn gia súc của mình cũng như là về cơ quan nhà nước thì cũng đã tiến hành là tiêm phòng vaccine tụ huyết trùng lở mồm long móng trong vụ thu đông còn vaccine dịch tả châu phi hiện tại chưa có thì chúng tôi khuyến cáo bà con thực hiện chăn nuôi theo biện pháp an toàn sinh học hiện nay mô hình chuồng nuôi nhốt kết hợp với ngăn chứa dơm bên trên được đông đảo bà con áp dụng và phát huy hiệu quả Việc giữ nền chuồng khô ráo sạch sẽ, vệ sinh thu gom chất thải kịp thời cũng đóng vai trò quan trọng trong phòng trừ dịch bệnh. Đồng thời các hộ chăn nuôi vừa tuân thủ lịch tiêm phòng vaccine, vừa áp dụng biện pháp bảo vệ chăm sóc châu bò trong những ngày giá rét, nhiệt độ xuống thấp, đảm bảo cho đàn gia súc tăng trưởng, phát triển ổn định. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung thông báo số 69 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuần Giáo. Thông báo kết quả ủng hộ quỹ vì người nghèo huyện Tuần Giáo năm 2021. Thực hiện kế hoạch số 65 ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Ban vận động quỹ vì người nghèo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuần Giáo về tuyên truyền vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo năm 2021 thư kêu gọi ngày 11 tháng 10 năm 2021 của ban vận động quỹ vì người nghèo Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện về vận động ủng hộ quỹ nhân tháng cao điểm vì người nghèo năm 2021. Ban Thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện thông báo kết quả các cơ quan đơn vị đã tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo năm 2021 tính đến hết ngày 17 tháng 11 năm 2021 như sau. Văn phòng huyện ủy Tuần Giáo 4.560.000 đồng. Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện 505.000 đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 1.017.000 đồng. Liên đoàn Lao động huyện 460.000 đồng. Hội Nông dân huyện 628.000 đồng. Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện 4.047.000 đồng. Trung tâm Quản lý đất đai huyện 1.200.000 đồng. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 355.000 đồng. Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện 1.180.000 đồng. Huyện Kiểm sát Nhân dân huyện 3 triệu 420 000 đồng. Ban Quản lý Dự án các công trình ngày 11 tháng 8 năm 2021 4 triệu 503 227 đồng. Ban Quản lý Dự án các công trình ngày 12 tháng 11 năm 2021 5 triệu đồng. Bưu điện huyện Tuần Giáo 2 triệu 449 000 đồng. Trung tâm giáo dục thường xuyên giáo dục nghề nghiệp huyện 2 triệu 902 800 đồng. Tri cục thuế huyện 6 triệu 035 000 đồng. Kho bạc nhà nước huyện 1 triệu 170 000 đồng. Ngân hàng nông nghiệp huyện 1 triệu đồng. Phòng nông nghiệp huyện tuần giáo 890 000 đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và xây dựng mạnh quân 2 triệu đồng. Xã Nà Tòng 8 triệu 002 000 đồng. Phòng giáo dục và đào tạo 1 triệu 137 000 đồng. Trường mầm non thị trấn 6 triệu 081 000 đồng. Trường tiểu học Mùn Trung 14 triệu 887.000 đồng trường mầm non quài cang 16 triệu 986.000 đồng trường mầm non Mùn Trung 4 triệu 157.000 đồng trường mầm non phình sáng 7 triệu 541.238 đồng trường mầm non tỏa tình 2 triệu 798.000 đồng trường mầm non họa mi 4 triệu 196.000 đồng trường mầm non 20 tháng 7 2 triệu 600.000 đồng trường mầm non An Bình 4 triệu 210.000 đồng. Trường Tiểu học Mừng Thín, 5 triệu 104.000 đồng. Trường Tiểu học Khang Hin 7 triệu 712.000 đồng. Trường Phổ thông Dân tộc Bán Chú Trung học Cơ sở Vĩnh Sáng, 5 triệu 650.000 đồng. Trường Tiểu học Triền Sinh, 4 triệu 875.000 đồng. Trường Tiểu học Triền Đông, 3 triệu 855.000 đồng. Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Nà Sáy, 11 triệu 800.000 đồng. Trường Trung học Cơ sở Khang Hinh 7 triệu 285.000 đồng. Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Cơ sở Phình Sáng 1 triệu 650.000 đồng. Trần Thị Việt Anh 6 triệu 320.000 đồng. Cà Văn Diên 6 triệu 196.000 đồng. Vũ Thị Thúy An 4 triệu 580.000 đồng. Phạm Thị Cúc 5 triệu 260.000 đồng. Nguyễn Thị Thúy 4 triệu 008 000 đồng. Nguyễn Thị Yến 7 triệu 096.000 đồng. Trần Thị Hà 6 triệu 537.000 đồng. Tổng cộng 205 triệu 645.265 đồng. Ban vận động Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đề nghị các cơ quan đơn vị chưa tham gia ủng hộ, tiếp tục ủng hộ xây dựng quỹ vì người nghèo năm 2021. Thời gian ủng hộ đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. lưu ý! Đối với nội dung ủng hộ, ghi cá nhân ủng hộ quỹ là đại diện cơ quan đơn vị, đề nghị liên hệ với đồng chí Lò Văn Kim, cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số điện thoại 0352 150 105 để điều chỉnh. Đề nghị khi tham gia ủng hộ quỹ, cần ghi rõ địa chỉ để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tiện theo dõi và tổng hợp. Xe hơi, xe hơi, xe hơi bà ơi Tiền đâu mà mua xe hơi, bà đùa đấy à Không không, ý tôi là 12 tháng 12 Siêu siêu sinh nhật Shopee Mua sắm được miễn phí vận chuyển không đồng Có tới 12 tỷ xu và ngập tràn bao giờ luôn Đặc biệt là cơ hội trúng xe hơi Khi chơi game quà tặng Shopee đấy Để tôi nói cả nhà cùng tải app Shopee nữa Biết đâu dinh xe hơi <laughs> Ôi tải liền đi Người mới sẽ được Shopee tặng miễn phí 250 nghìn Gói ừ. voucher đi chợ 150 nghìn từ Shopee Food Hoặc đơn đầu tiên không đồng ừ. Chỉ cần tải app Shopee vào biểu tượng siêu miễn phí để hưởng ưu đãi Xịn quá Chưa kể còn có game số gì đây với cơ hội trúng ngay 10 triệu đồng mỗi ngày nữa chứ ừ. Ngày 19 tháng 11 giải đặc biệt là 50 triệu đồng Và tổng giải thưởng lên đến 450 triệu đồng wow. Và nhận ưu đãi Shopee Su Vào chờ giảm giá khi mời bạn mới cùng chơi Shopee quá hơi ừ. Chơi Shopee số gì đây trúng ngay 10 triệu mỗi khung giờ Đến ngay Shopee chọn số số 9 giờ, 12 giờ, 20 giờ công bố kết quả 10 triệu về tay ngay còn tính trên cả Shopee Su chơi số gì đây đúng ngay 10 triệu mỗi không giờ quý vị và các bạn thân mến chương trình phát thanh của trung tâm văn hóa truyền thanh truyền hình huyện tuần giáo đến đây xin được tạm dừng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm lắng nghe xin kính chào quý vị và các bạn